Em bỏ học nhiều rồi. Mình học tiếng Pháp gần. Mấy anh cháu muối cứ đi qua. À. Đi tập đi, đi tập đi, giúp chính. Mọi người không chia sẻ like lên Facebook à? Sẽ phải bơi vô cực. Chỗ này sâu hơn mà. Chỗ này chỗ chân này. Chỗ này sâu hơn đấy. Chỗ này còn đứng được bình thường ấy, chỗ kia phải kẽ chân. Chỗ này đứng được bình thường nhưng chỗ kia kẽ chân mới tới cổ ấy. Thế mà bể bằng nhau. Chỗ này đứng được bình thường nhá, nhưng chỗ kia phải kẽ chân mới tới mặt đấy. Em không đi khác, em không đi bộ sang kia được rồi. Chỉ có ôm vào thịt lẻ thôi. Đấy, giờ đây ra từ đây là phải kiễng chân rồi này. Làm không sâu đi. Bọc bề vào nhau đi. Bán này thì cáp treo. Hỏi cáp treo là vui không? Những cáp treo bao nhiêu tiền? Nay mai nó miễn phí. À không phải miễn phí. Và nay mai nó giảm giá là 200.000. Cáp treo cách đây bao nhiêu cây? 30 cây. Ở đây có quay chơi không ạ? Có chắc có không? Thế hôm nay họ miễn giá, họ phải đi đông lắm. Đông thế thì cháu phải dậy từ lúc nào xong đấy. Nhưng mà nó cấp trên nó mở 8 giờ 9 giờ nó mới mở. Đấy còn ngày mai nữa là hết khuyến mại thì là 300, còn khuyến mại 200. Lấy paper thì là 600, 700. Bà nó đi cắt treo kìa. Mà trên. Em đi sang vua thì biết trên đông bãi đá rồi á. Lấy paper thì em chỉ bắt taxi lên rồi em lên paper thôi. Sao? Thì nó khó khăn hơn thì nó không phải trên. Thì em đi sở thú được. Ở Big Ben có cái sở thú mà em ngồi trong xe ô tô. Thì nó chở em đi vòng quanh để ngắm hổ, ngắm miếc thì luôn. Thế? Hổ còn béo không? Trời đéo gì là. Hổ khỉ các kiểu báo bụng. Em mua combo vừa chơi vừa bơi vừa ở đấy thì hình như giá gốc là 8,5 còn giá ở một phòng vé thì rẻ hơn. Biết bơi ở đâu? Gì? Không biết bơi ở đâu? Không phải bơi mà là cái khu cho chơi của nó ấy. Khu như kiểu khu câu 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 bên nước ấy. Rồi, sáng mà thích câu bên nước thì nhảy xuống hồ bơi ấy. Có hai điểm đi bơi mới sang khu cho em chọn đi. Đang nghĩ xem hôm tối nay mặc cái gì để đi ra làng chài ăn nhỉ? Chài mặc bánh bèo đi. Thích ha. Nhưng mà làng chài có chụp được ảnh không? Chắc để em chụp ảnh. Ra đây ăn nhưng mà không biết là có chụp được ảnh không. Cài ơi.
em thử đo độ cao góc bên này không? Trên này nông hơn này. Trên này nông hơn này, như chỗ kia là tới cổ nhá. Ôi này, bơi hiểu ạ. Vãi là sao mà sao lắm ấy. Tất nhiên. Spa em nói cho nó chỉ mở buổi sáng hoặc chiều thôi, đóng rồi đây, tối đóng rồi đây. Làm sao mà giờ đi. Ấn nhảy đi chứ đừng đừng đi. Này dụng hết cả độn. Đây đi đây. Chỗ này sâu á. Đó, đi ra tới chỗ này là phải kiễng chân lên xong bạn không thấy chân đâu á. Chỗ này có khi phải mất 7 mét 8. Em cảm thấy 7 thì chỉ gặp đầu. À gặp đầu chết đấy. Nhà. Thế ngay nó đi anh nó buồn phiền không biết bơi. Hello Leo. Những người không biết bơi thường đắm đuối trong tình yêu vãi. Admin chả làm việc gì cả. Pizza. để em bơi kiểu con ốc sang góc bên kia xong em chụp ảnh em ở chỗ kia. Nhờ chỗ kia mới có sâu không nhỉ? Không biết có đứng được không ấy. Nhìn ra sao là giống bể bơi luôn. Admin làm việc nãy giờ mà oan quá. Đến tháng mà đi bơi à? Ồ, tính được cả tháng cho luôn cả. Căng nhỉ. Ai vừa tặng quà đấy? Thank you. Chúng ta chụp ảnh đi, rồi lên lên thay máy, đang biết chọn tiếp này. Chưa nghĩ ra là nên mặc cái gì đây. Yes, I like hồ bơi. Don't like, à quên, don't, à cái gì bảo tôi không biết bơi như nào ấy nhỉ. I don't like, I don't have swimming pool. I don't have to swim with. Không biết bơi. Swimming, don't have. Hồ bơi là swimming pool. Swimming pools. À,
không biết bơi nói là như nào? Ừ, trả lời cho bạn đấy là cô ấy đấy không biết bơi. I don't swimming. Ừ, cô ấy chỉ biết bơi kiểu con ốc thôi. Có khi nó không biết bơi kiểu con ốc đâu. Thank you mọi người. Mấy cái người vào comment là tour này em đi được mấy nghìn USD để kích hết rồi nhá. Toàn tiêu Việt Nam đồng thôi. Hello anh Tuấn Anh. Hello mọi người. Admin làm mướn ở đâu vậy? Sang đầu bên đằng kia đi. Sang đầu bên đằng kia này. Để em không bơi đây chỗ cực kìa. Bơi hay là em bò? Lội. Anh đi bờ, anh phải phiền cái thứ nhá. Anh đi bên kia đi. Ở đây. Hello anh. Anh dạy bơi à? Này sợ sâu lắm. Mình cao rồi ngay rồi vẫn còn không với chân dưới bể á. Chết thật. Bể bơi để không để men nước hay sao ấy, không có ghi mép nữa. Để cho xem ảnh cái nào. Thò chân xuống không thể đẩy đâu. Rõ ràng mình vẫn nhìn thấy đấy mà chân mình không với được cái đấy. Thế là một phần nạn.
À, lẽ ra là phải nằm lùi lên ở góc trên kia ấy, tại vì cái này gối đầu vào cái chòi rồi. Nhưng mà nếu như mà đi lùi ra được cái chỗ góc trên này thì anh có thể đi lội xuống cái bể trẻ con để chụp mà. Trẻ con nó sợ anh mà cái này. Chả hy sinh vì nghệ thuật gì cả. Nhưng mà lần sau mà đi biển thì tốt nhất là cứ mang mấy bộ hoa hoa xong đỏ đỏ ấy. Ừ đúng rồi, cho em biết. Bộ này nhìn bộ chả thấy người đâu. Thế anh bảo nhìn, anh bảo rồi mà. Nhìn không nổi. Sếp ơi, cái gì? Thôi đi vậy, có khi vậy thay đồ ấy. Z rồi. Các bên này cơ. À là Z rồi. Đây đi. Từ từ. Z này. Thank you. Vẫn chưa về hả em? Chưa. Chưa về tháng luôn à? Thank you. Về tháng thì về. Tao lỡ hết tiền thì về. Cảm ơn mọi người đã để à, bây giờ về phải gội đầu nữa sao nhỉ? Anh cứ ở dưới này đi, để em về. Hay là mặc váy đen hay là sang chỗ quầy bar cho mọi người. Nằm đấy thôi, em cứ lên thay đồ đi, xong nhìn gọi điện cho anh được. Trang hết tiền, có một biển cạn. Hâm à. Nhà Trang ở gần nhà máy in tiền nhưng bố Trang chưa mua được mực in. Mọi người follow Trang mà nhé. Đi lên này. Đi lên tắm thay đồ còn đi ra làng chài nữa. Sáng mai mình dậy mình thích lội bể bơi thì lội tiếp. Tranh thủ lội được ngày nào hay ngày đấy đi. Từ hôm đi biển chưa thấy thò giờ chân xuống tắm biển bao giờ mà. Được ta biển đẹp, đá ra cũng không thò rồi. Đẹp lắm. Đơ chiều khoái nhà em. Đi lên lên lấy giấy giày sau ạ. Lát nữa em ra đây còn chụp ở giấy cầu này. Hay là mặc cái váy ở hè avatar Facebook nhỉ? Nên đâu sao không tắm biển? Tắm biển á? Sợ đâm đầu vào đá chết. Đây là đá này. Đấy. Sợ. Lovely view. Sexy nhá. Quá nha cô cha. Trời ơi. Bình thường mà. Ở phía Tây. Phía Tây. Đi qua chỗ cỏ này.
thôi. Hấu đập trứng đen lắm Hấu ạ. Hấu đập cái khác đi Hấu. Cảm ơn bụi đời. What's the name? Mango Beach Resort. Live in Phú Quốc. Trang hoàng cho honeymoon. Honeymoon nghĩa là gì mọi người? Thằng kia nó viết là thiếu. Nhưng mà nên là Google nó không dịch được. Chưa. Thời phố buồn. Honeymoon. Toàn trang một. No 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 honeymoon. Bảo cô ấy đi một mình forever alone. No boyfriend. Leo mệt quá. No, no, Brazil in Vietnamese Phú Quốc. Resort này là Mango Beach Resort. Em ở 1.3 1.340.000. Em ở một tuần là 6.700.000+ ấy. Thế thôi. Để lát em quay phòng cho xem nhé. Yeah. Mango beef. Mango, mango là cái từ quả xoài ấy. Cái bạn lúc nãy là ở làm ở trong này nhưng mà làm ở bên khách sạn khác. Thế là hôm nay qua đây chơi chứ không phải là ở đây cùng với em. Ờ đúng rồi, Mango Beach Resort. Mọi người xem có rõ không? Đây ở gần bụi chuối. Có thể ngắm chuối. Bụi chuối tất nhiên là phải ngồi ngắm chuối rồi. Cái phòng bên kia là nó có ba cái này, có ba cái ghế rồi. Yes, banana.
Vâng, đúng rồi ạ. View nhìn ra biển mà anh. Đấy, em xem lại không ạ. Hóa đơn là 6 triệu 760 nghìn. Em mua qua iVivo ấy, nếu như mà anh cần booking ấy thì em giới thiệu cho cái bạn booking ấy. Em thấy bạn ấy cũng khá là nhiệt tình, thế nên là em mới giữ lại số điện thoại của bạn ấy để lần sau em mà có đi đi mua Quy Nhơn ấy thì em sẽ em nhớ là phòng Durex